Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải nha. Duy Khải chúc anh em xem video vui vẻ em ơi. Ở video này thì vừa rồi Khải anh Bình cho anh em đọc xong á, thì được cái rương bí kíp Sơn Hà 1 này anh em. Nhiều anh em ở trong bang mua lại thì chỉ 5 6 kim 7 kim. Đó. Thì nói chung là mua lại thì cũng được thôi, nhưng mà Khải lại thích mở để trải nghiệm hơn anh em. Mở và anh em chúng ta cùng trải nghiệm thì Khải thấy nó sẽ hay hơn. Nên là Khải sẽ mở, Khải không bán nha anh em. Bây giờ Khải sẽ mở cho anh em xem. Và trước khi mở nó thì Khải sẽ mở cái rương bảo rương trong bảo luôn. Đó, có rương nào Khải mở khui tất tật luôn trong video này luôn anh em. Rồi L3 bí kíp này. Rồi bắt đầu mở rương. Mở nha. Không biết được gì đây. Rồi có cùng đây, có cùng mấy. Có một cùng mấy. Có một cùng mấy. Rồi. Thiên sơn nào. Hình xui nha. Hiện tại bây giờ cái bảo rương bí kíp Sơn Hà 1 này thì đường môn võ đan này nọ thì rất có giá nè. Còn nếu mà ra Thiên Bang thì đủ coi như là vứt shop. Đó, nó thẳng ngay luôn cho nhanh. Nó thẳng ngay luôn cho nhanh tại vì server này Thiên Bang không ai chơi nè. Rồi khui này. Phải mua cái bảo rương này trước. Rồi. Khui này, bảo rương trong bảo nha nè. Một cái tiếp tục. Bảo rương bí kíp Sơn Hà này em thấy chưa? Mở. Rồi. Khui. Không biết có cái nịt này không đây. Khui gì đấy đồ máy sao nhỏ vậy, đủ má mà lại một gia truyền à, chả lẽ ăn bang nữa. Ồ, cái bí kíp đó rồi đang từ gia truyền gì đó nè, chứ họ từ ăn bang nữa rồi vô bánh rồi có cái nịt này đây, cái bang violin ra cái bang anh em được không? Cái bang cho vào thì cũng nhiều. Cái bang cũng ra tầm 5 phòng. Cái bang hàng áo đâu. Cái bang quá đẹp. Không đẹp đâu, bình thường được 5-6 kim đâu. Tại vì nó ra nhiều á. Nhiều và vấn đề là thằng nào mua hay không. Rồi, đỡ bán, đỡ đổi thiên đéo thì bán luôn, cứ có thiên đổi là được. Đó. Ok chưa anh em? Kim kìa. Tiếp tục. Mở L3 bí kíp. Ngủ đỏ. Mở thiếu làm quyền pháp. Rồi thằng này một chút. Được một cái bang. 1 tháng để đổi thí yên anh em, đổi ra thì đổi thí yên nha nè. Đó, thằng kia đầu server có 4 cuốn thí yên rồi, thằng nào nó thèm thì nó đổi thôi, đúng không? Quan trọng gì. Cái bang thì chưa thấy nhiều nhưng mà thí yên thấy ra ở server nhiều nha. Thí yên ra 4-5 cuốn ấy. Cái bang 5 cuốn rồi. Đây. Rao lên đổi thí yên. Nó mở đêm 2 sáng 2. Cái bang thí yên ra nhiều. Cái bang thí yên 4. Chủ yếu bang thằng nào nó cần nó đổi thôi. Ông bán được thì để đổi hay hơn. Đổi hay hơn thì bán chứ em. Đồ thằng nào cần nó đổi chứ có thời hạn 1 tháng mà. Bán làm gì? Đổi hay hơn. Ý quỷ bảo tưởng ra Thiên Vương đang mua con Thiên Vương. Ừ, tưởng ra Thiên Vương là chết luôn. Rồi shop cái gia truyền ở đây. Má gia truyền vô tình tưởng gì ông bang nữa chứ. Rồi tiếp tục. Đó, anh em hết tháng chưa? Làm video hết tháng chưa? Tiếp tục cái khác đấy. Má chặt rương quá. Còn rương nào không bảo lốt. Hết rồi, có một rương này có đâu ra. Dọn rương. Anh bớt mấy cái quả tối anh cho ta. Anh rồi. Tưởng ra anh em động hả? Hôm này đó là hợp lý, không nên bán. Rồi, để auto đổi đây, qua server đấu trường làm ạc đây anh em ơi. Anh em chơi nha. Rồi anh em xem video thì đừng quên ủng hộ Khải video 1 like và chia sẻ ủng hộ nha anh em ơi. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh nha anh em ơi. Ở server này thì cùng cho anh em xem thì trên bảng xếp hạng thì cái bang khá là nhiều. Đó, thấy chưa? 120 cũng khá là nhiều rồi. Chủ yếu là ai người ta cần thì người sẽ mua thôi. Còn không cần thì bó tay. Đó vậy thôi. Rồi. Khải sẽ đổi thí yên anh em, cố gắng đổi Sơn Hà 1 thí yên nha anh em.